Alo các bạn, trong khi mình đang đợi tiểu bang California ra cái báo cáo bán xe cho tiểu bang California trong quý 4 cũng như năm 2023, thì mình xem cái báo cáo của Hiệp hội California New Car Dealers Association, nghĩa là cái hiệp hội đại lý bán xe ở California. Và đây họ làm tóm tắt lại những cái số liệu bán xe của California và nước Mỹ. Và cái bảng này chúng ta thấy là năm 2023 tổng cộng xe bán là 1,7 triệu. Và so sánh với nguyên nước Mỹ là 15 triệu chiếc xe mới được bán ra trong năm 2023. Và họ chia ra những xe nhỏ nè là 542.000 và những xe bán tải là 1,2 triệu, và mình so với cả nước Mỹ 3 triệu chiếc xe và gần 12 triệu chiếc xe bán tải. Và cái bản báo cáo này, đây là những cái xe gọi là xe cá nhân, xe gia đình, không có tính những cái xe mà chở khách hoặc là xe những cái xe lớn chở hàng chẳng hạn. Đây là chỉ là xe cá nhân. Và chúng ta thấy là xe nội địa vẫn là đứng đầu. Nước Mỹ là 6 triệu 5. Xe Âu Châu là 1 triệu rưỡi. Xe Nhật rất là nhiều nha. 5 triệu 4. Xe Nam Hàn là 1 triệu 6. Và chúng ta đi xuống xem đây, tổng cộng số xe nhỏ chiếm chiếm thị trường Cali là 30%, xe bán tải là gần 70%, trong khi đó là xe nhỏ nguyên nước Mỹ là 20 và 80%. Cái số đó mình cũng hơi ngạc nhiên, mình không có ngờ là xe bán tải nó chiếm cái số lớn như vậy. Đây là những cái quý nó thay đổi khác nhau, và đây là bắt đầu chúng ta vào những cái phần xe điện nè. Xe điện hoặc là xe hybrid đó. Hybrid nghĩa là xe vừa máy điện vừa máy máy xăng. Vừa máy pin vừa máy xăng. Trong quý tư nó giảm, nó thua quý 3. Và cái bảng này để coi những xe đăng ký năm 2023 là 380.000 chiếc. Và cái đó là nguyên năm, quý 4 là 89.000 chiếc xe. Xe mới được đăng ký nè. Và nó giảm quý 3 tới 101. Và đây là cái graph để so sánh những chiếc xe gì ở ngoài thị trường được bán ra trong năm 2023. Thì những chiếc xe chạy bằng xăng vẫn chiếm đa số là 61%. Xe điện là 21%. Hybrid là 11%. Và một loại hybrid khác là plug-in đó là 3.4, diesel 2.5. Và 2.1% là những chiếc xe mới bán ra ở Cali năm 2023 là tới 21, chiếm 21%. Trong khi đó nước Mỹ chỉ có 7.5% xe điện bán ra cho năm 2023. Vậy là Cali chiếm tới 33.8% xe điện bán toàn quốc. Nghĩa là dân California lái xe điện nhiều 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 nhất so với những tiểu bang khác. Và đây là chúng ta vào phần những cái brand, những cái loại xe, hiệu xe khác nhau. Tổng cộng là bán ra là 380.000. Chúng ta có thể thấy là Tesla vẫn đứng đầu.
Trong những bảng này mình không có thấy những cái hãng xe xe điện mới của VinFast hoặc là Lucid hoặc là Fisk. Chúng ta phải đợi cái bảng của tiểu bang thì nó đầy đủ hơn. Và Tesla Model Y vẫn đứng đầu bán tới 132.000 chiếc ở California năm 2023. Chúng ta xuống đây, đây Model Y nè, Model Y vẫn đứng đầu ở ở tiểu bang California. Và đây họ chia ra những loại xe, xe nhỏ nè, xe nhỏ nhất là bán chạy nhất là Honda Civic 42.000 chiếc. Và xe luxury thể thao Tesla S, xe van. Xe SUV trung bình Toyota Highlander. Xe trung bình cỡ lớn Camry. Xe bán tải loại vừa nè, Tacoma, Toyota Tacoma, SUV loại nhỏ nhất, Honda HR-V, SUV loại lớn là Ford Bronco. Công nhận chiếc Ford Bronco này bán chạy là đúng, nó rất là đẹp. Xe thể thao nè, Ford Mustang, 6.000, hơn 6.000 chiếc. Xe bán tải loại lớn nè, Ford F-Series. Ford F-Series nhất là Ford F-150 á, bán thấy rất là nhiều người lái xe này. Loại nó gần như giống như là luxury xe là Model 3, minivan, Toyota Sienna, loại SUV loại vừa, Subaru Outback. Là luxury, xe luxury SUV là Model Y, Tesla Model Y. Đây là những xe cá nhân loại nhỏ bán chạy nhất. Tesla Model 3, Camry, Civic, Honda, Corona. Toàn là xe Nhật không. Đây là xe bán tải, ấy, xe, ủa, xe loại bán tải nhỏ. Ok. Đây là những cái hiệu xe được tiến bộ từ từ trong năm nay nè. Xe Rivian là nó bán được, nó tăng tới 142% so với năm ngoái, năm 2022. Rivian là cũng một loại xe điện rất là đẹp, rất là lạ mắt, nhất là hai cái bóng đèn ở trước. Và đây cái bảng này cũng như mình nói mới đây là không có show những cái xe hãng như VinFast hoặc là Lucid hoặc là Fisk. Mình đợi một hai ngày nữa chắc chắn là California nó sẽ ra cái bảng báo cáo. Và cái bảng này trong phần description mình sẽ đưa cái link. Bạn nào muốn xem chi tiết hơn thì bấm vào cái link trong description. Đây là chi tiết hơn so sánh quý quý tư của năm ngoái và quý quý tư của năm nay, năm 2023, 22 với 23. Đây là bảng của gọi mình dịch là Hiệp hội đại lý bán xe ở tiểu bang California. Và đây họ show ở California xe Nhật á, xe Nhật Bản là chiếm chiếm phần đa số nha. Xe Nhật ở Cali bán tới chiếm 39.5%. Trong khi đó xe nội địa có 36.3%. Nhưng mà toàn nước Mỹ thì xe nội địa vẫn vẫn chiếm đa số 43.2%. Và đây họ so sánh Bắc Mỹ và Nam Mỹ. Bắc Mỹ bán được bao nhiêu chiếc xe nhỏ, xe bán tải và Nam Mỹ
bán được bao nhiêu xe nhỏ và xe bán tải để coi. Để coi Bắc Cali, Nam Cali, ok. Bây giờ họ vào, họ nói về phần xe cũ. Xe cũ bị giảm. Xe cũ mà bán chạy nhất, có giá nhất là xe vẫn là xe Nhật, Honda Civic.